chồng của chị mà có một cái suy nghĩ mà ra được một cái ngôi nhà mà giống cái chiếc thuyền ra chị, sao hay vậy? Tại vì hồi đó đi hải quân á, dạ, rồi nên anh có cái nghĩ là sẽ cắt cái nhà như chiếc du thuyền, như chiếc tàu, rồi về tự lên thiết kế, tự lên bản vẽ rồi cho thằng Thầu nó coi. Dạ hay vậy trời. Rồi xong rồi cái khoản nào được đó thì mình lấy, còn không được thì mình bỏ. Dạ. Rồi sẽ làm tới từ từ, rồi trong vòng tháng thì cái bản vẽ xong. Dạ. Thì bắt đầu vô lên hợp đồng cắt luôn. Mà cái nhà này là của mình làm cỡ chừng bao nhiêu lâu là mình mấy nó mới hoàn chỉnh được hả chị? Nếu mà nó dự định là 6 tháng nhưng mà lúc ngay lúc dịch thì nó cũng ra 1 năm hơn. Dạ. Yeah. Tí La Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay các bạn thì Tí La Cà Lâm bạn sẽ đi vô một cái ngôi nhà độc lạ ở ngay chân là ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh, huyện Mình Thích, tỉnh Vĩnh Long. Thì hôm nay Tí La Cà Lâm sẽ vô trong cái ngôi nhà này, Tí La Cà Lâm sẽ quay cái ngôi nhà mà y như cái chiếc thuyền cho các bạn xem nha. Thì bây giờ các bạn thì cái đường này là cái đường đi vô trong cái ngôi nhà của chú luôn nè. Mà các bạn thấy là ở trên đầu của mình đó các bạn, thì có nguyên một cái vàng bầu, mà bầu này là bầu hầu lô nè. Ủa bầu này mình ăn được không ha? Bầu hầu lô nè. Ủa là vậy là mình ăn cũng bình thường luôn hả? À, ủa cái bầu đẹp quá. Bầu hầu lô. Mấy cái bầu này của Tề Thiên Đại Thánh uống uống rượu nè, rượu đổ cho ông. Rồi bây giờ mình sẽ thẳng vào trong, mình sẽ quay cái ngôi nhà đó cho các bạn cho các bạn xem nha. Trong đây thì chú trang trí rất là đẹp luôn nha. Thì bây giờ các bạn thì giờ Tí La Cà Lâm bạn thì cũng đã đi vô tới ngay chỗ cái ngôi nhà mà giống hệt các cái chiếc tàu mà đi biển đó các bạn, đi biển mà để đi biển bắt cá tôm gì nè. Đó là các bạn thấy là chiếc y hệt luôn nha. Ở nhưng mà đặc biệt có một cái là ở dưới đó, ở phía dưới đó các bạn, thì chú đổ là những cái cây trụ á, là chú làm giống kiểu nhà sàn luôn. Mà ở phía dưới á là có những chú nuôi mấy cái con cá đó. Đó là cầu này là cái cây cầu giống hệt cái cầu Mỹ Thuận luôn nè. Phải nói là chú thiết kế. Wow, ở dưới đây đó các bạn, ở dưới đây là mình thấy là cá tươi tượng nha, không thể nào tả nổi luôn nha. Đó là bạn thấy là cá tươi tượng khủng khiếp luôn nè. Đó này là phía ở bên dưới. Đó các bạn thấy là y hệt chiếc du thuyền luôn. Phải nói là mấy cái anh thợ hồ này rất là có qua tay làm cực kỳ đẹp nè. Mà cá khủng khiếp luôn á. Khủng khiếp đấy. Đó bên đây là có một cái hòn non bộ nha. Đó thì ở đằng trước đó bạn, là đó là cầu Mỹ Thuận nha. Cầu này chắc cầu Mỹ Thuận 1 quá. Giống hệt luôn nè, đó. Quá đẹp á. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái người chủ của cái ngôi nhà giống chiếc thuyền này đó các bạn. Thì mình sẽ hỏi là chú coi như là chú làm sao mà chú có một cái suy nghĩ, một cái sáng tạo ra một cái ngôi nhà giống như hệt như vậy là rất là hay. Đó, các bạn thấy là có những cái phao gắn ở trên đó luôn nha. Nhà này để coi có mấy tầng ta? 1, 2, 3. Nhà này có tổng cộng là tính từ ở dưới cái móng đó bạn, là đi lên tổng hết đó là 3 tầng và một cái sân thượng nha. 1, 2, 3, đúng rồi, 3 tầng và một cái sân thượng nha. Độc lạ là dưới đây nè, cá khủng khiếp luôn.
Đó, cái này đó là phía ở bên cái hông đó bạn, là của cái chiếc của cái ngôi nhà, là một cái chiếc tàu đánh biển. Quá đẹp ha. Ủa chị là hồi nãy là dạ, chị là vợ của đây ha. Ủa chị làm sao là chồng của chị mà có một cái suy nghĩ mà ra được một cái ngôi nhà mà giống cái chiếc thuyền vậy chị? Sao hay vậy? Tại vì hồi đó đi hải quân á. Dạ. Rồi nên anh có cái nghĩ là sẽ cắt cái nhà như chiếc du thuyền, như chiếc tàu. Về tự lên thiết kế, tự lên bản vẽ rồi cho thằng thầu nó coi. Dạ, hay vậy trời. Rồi xong rồi cái khoản nào được đó thì mình lấy, còn không được thì mình bỏ. Dạ. Rồi sẽ làm tới từ từ, rồi trong vòng tháng thì cái bản vẽ xong. Dạ. Thì bắt đầu vô lên hợp đồng cắt luôn. Mà cái nhà này là của mình làm cỡ chừng bao nhiêu lâu là mình mấy nó mới hoàn chỉnh được hết vậy? Nếu mà nó dự định là 6 tháng nhưng mà lúc ngay lúc dịch thì nó cũng ra 1 năm hơn. Dạ. Khởi công 2019. À. Lúc cuối 2019 thì cũng nó gần hoàn thành rồi. Dạ. Cái tới dịch thì nó mới đình chỉ lại. Dạ. Rồi xong qua 2020. Dạ. Rồi xong xuôi hết rồi tới 2021 nó mới giao cho mình. Cái này là ước tính hết là khoảng bao nhiêu? 5 tỷ. 5 tỷ. 5 tỷ. 5 tỷ là hoàn thành rồi đúng không? Hoàn thành. Ghê ha. Ủa nhưng mà hôm nay là chồng chị đâu rồi chứ? Ông nói sao giường rồi. Dạ. Giờ này là không có gặp ông đâu. Dạ. Ghê thật chứ, phải nói là nghe anh chị nói là hồi đó cũng đi để rồi tự sáng tác ra, rồi nhờ kỹ sư đây bán vẽ. Công nhận. Ủa nhưng mà này, năm nay là chồng của chị là bi nhiêu tuổi hả chị? 75 tuổi. 75 tuổi mà ảnh có cái sáng tạo quá dữ ha. Hay thật chứ. Ngày ở đây không có vô truyền hình nha, tự nhiên nay ổng không à. Dạ. Không, cái này muốn lên truyền hình cũng được, mà lên trên cái điện thoại cũng nó cũng được chị. Quá đẹp luôn ha. Tính hồi em cũng tính người nào dẫn mình đi lên trên đó được không chị? Hay là tự đi đi. Dạ. Đi lên cầu thang. Dạ. Lên cầu thang rồi đi lên phía trước, mở cửa vô, rồi đi đi lên chót chót thì cứ mở cửa rồi đi ra làm sao lát tống lại vậy thôi. Dạ. Tại vì em thấy có một cái ngôi nhà này phải nói là độc, mà nó rủ nó lạ luôn á, là trong cái tỉnh Vĩnh Long luôn, là em thấy có cái nhà này là độc lạ nhất luôn. Hình như là miền Tây luôn đó, khắp miền Tây luôn, chưa có cái nhà nào lạ. Ủa nhưng mà cái nhà này mình của mình cất là được bao nhiêu phòng ngủ và nó là sao chị? Đâu 7 phòng, tổng cộng là 7 phòng. Dạ. Trong đó thì đầy đủ hết tất cả. Dạ. Vô trong đó là hoạt vệ sinh đâu, trong đó đầy đủ hết. Hoạt động trong đó là tự cá nhân mình luôn. À. Có phòng tắm, có nhà tắm đâu, 7 phòng đều đầy đủ hết. Dạ. Còn ha. Nhà tổng hết là của mình đó, là cái chiều dài nhiêu chị có biết không nha? Không biết chị. Dạ, biết. Dạ. Rồi cái chiều ngang chị cũng không biết luôn ha. Biết không vậy? Chiều ngang. Dạ. Thấy cũng dài lắm á. Chắc 20 mấy gì đó. Ủa nhưng mà em thấy là của nó độc lạ như thế này nãy vậy, em thấy là ở dưới là mình nuôi của mình nuôi cá, mà mình nuôi bao nhiêu loại cá luôn vậy? Một loại cá tai tượng à. Dạ, mà có mấy ngàn con cá tai tượng là... trước là 3.000 con. À. Nhưng mà từ ở trên cái móng nhà của mình mà đi xuống tới ngay chỗ sâu là cỡ bao nhiêu mét ha chị? Cỡ 2 mét à. Cỡ 2 mét sâu ha. 2 mét. Dạ. Phải nói là sáng tạo quá dữ. Dạ. Thôi giờ dạ, để em xin phép chị, để là em đi lên trên cái nha chị. Dạ. Em cảm ơn chị. Nếu mà muốn quay thì mở cửa ra này coi trong phòng đó, thì đi ra làm sao đóng cửa, tại vì 4 phòng trên đó là hiện giờ không có người ở. Dạ. Tầng trên đó đó. Dạ. Rồi đi ra phía trước đó thì mở cửa vô. Dạ. Rồi cái đi lên tầng nữa, rồi đi lên cầu thang, rồi mở cửa phía sau đi lên chốc chớp. Dạ. Rồi đi làm sao lát mở cửa, làm sao lát đóng cửa lại. Dạ. Không có người lên xuống. Dạ. Ở đây là chị này là bà chủ của chiếc thuyền. Ủa. Rồi của chị có mấy đứa con lận chị? Có 3 thằng trai thì nó ở bên Mỹ, còn nhỏ con gái thì đang làm trên hãng xe ô tô Mitsu ở trên Vĩnh Long. Dạ. Thì giờ các bạn nghe mà tí là làm phỏng vấn nha chị á, gia đình giàu quá trời. Thôi giờ em xin phép chị. Okay. Dạ.
Thì bây giờ các bạn, thì giờ Tí La Cà Lâm bạn sẽ mời các bạn đi cùng với Tí La Cà Lâm sẽ đi lên trên cái ngôi nhà này để cho các bạn xem nha. Đó, cái này đó là một cái cầu thang để mình đi lên trên để cho các bạn xem. Những cầu thang với khung cửa là inox hết. Dạ. Còn những cái khung đây ngay đây thì nó là bê tông với sắt ở trong đó, nó đổ cây nữa gắn lên đó. Khoảng 500.000 cây, bây giờ nó là phải 8-900, nó lên gấp đôi. Dạ. Giờ thì nay xài số lượng nhiều nữa, nên té ra chi phí nhiều. Nãy em nghe chị nói là làm cái nhà này xong là xong xuôi hết là 5 tỏi đó. 5 tỷ. Đây giờ nó hiện tại năng lượng mặt trời. Dạ. Xài này xài điện thường xài không trả nổi. Dạ. Ủa nhưng mà chị có ba đứa con với hai chồng mà ở cái nhà tới cái này là tính ra là em tính là ba tấm ha hả chị? 1, 2, 3. Ba tấm với một cái sân thượng. Cho nó thì làm cái đó là để cũng cái sân thượng phía trước là đầm nhỏ. Dạ. Tính là để như là cái phòng sau này để lên đó để ngắm cảnh vậy thôi. Cái sân thượng phía sau mới làm sân thượng. À. Dạ. Lâu lâu chiều hai chồng có anh chị lên tránh nhóm nhìn được. Bây giờ nói chung ra là không lội nổi. Ủa vậy là cái tấm hình cưới đó là tấm hình của chị hả? Tấm hình cưới đó là vợ trước. Ủa? Chị mất. À. Lâu rồi. Dạ. Bên Mỹ. Dạ. Vậy là hồi đó hai vợ chồng của ảnh là ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ rồi sao mới về đây. Dạ, mới về đây để 8 năm bên Mỹ. À. Dạ. Ba thằng lớn ở bên. Dạ dạ. Dạ. Giờ các bạn, bây giờ Tí La Cà Lâm sẽ đi lên trên cho mọi người cùng xem. À, chiếc nhà độc lạ nhất ở Vĩnh Long. Ủa, sao mình tưởng đâu nóng mà cuối cùng không phải nóng nha. Ờ đúng rồi. Rất là mát mẻ. Đó. Đúng rồi đúng rồi. Bây giờ mình phải tranh thủ mình lên tàu đi thôi là trễ phà. Dạ 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 dạ. À, chủ hướng dẫn cho mình. Quá nó là quá đẹp ha. Cái đường đi cho cô chú chị. Khá là mát luôn rồi. Mát người á. Ừ. Tưởng đâu lên đây nóng ha. Sẽ nóng. Nhưng mà không ngờ thì nó lại lạnh. Đúng hả ta? Nó thấy một cái mát. À, cái màn tàu chứ không phải là cái nhà đâu anh. Ừ, đúng đúng. Y hệt luôn. Cái này là cái mũi. Hết hộ lên. Thì đó các bạn, thì bây giờ Tí La Cà Lâm đang lên trên cái lầu 2 nha. Đó, bây giờ đang lên trên cái lầu 2 của cái chiếc du thuyền. Đó. Để hồi Tí La Cà Lâm các bạn thì sẽ lên ở trên các cái tầng trên để cho các bạn xem. Làm rất là đẹp nè. Quá đẹp. Phải nói là gì làm, phải nói là chú thiết kế là một cái giống y hệt luôn ha. Đúng rồi. Y hệt luôn trời. Hả? Hình như là này đấy. Cái này là phía ở bên trong nè, của cái ngôi nhà nè. Tôn vinh Đức Chúa Trời. Cũng như làm cái này là để lên đây thư giãn rồi chứ không ở. Các bạn thấy là có một cái bảng ở trong nhà đó. Thì giờ các bạn, thì giờ Tí La Cà Lâm đang mới lên tới lầu 2 thôi, để Tí La Cà Lâm sẽ quay một cái khung cảnh của cái ở trên cao để cho các bạn giờ cực kỳ đẹp nha. Là phía ở bên đó đó các bạn, là bên đó là cái cây cầu Hòa Tịnh nha. Để giờ Tí La Cà Lâm đi lên cao nữa, đi Tí La Cà Lâm lên từng nữa. Tí La Cà Lâm sẽ quay bên chợ Long Hồ luôn cho các bạn xem. Rồi, ngay chỗ cái phòng khách này đó các bạn. Thì giờ Tí La Cà Lâm sẽ dẫn cho các bạn đi lên ở trên cái sân thượng. Đó. Tôn vinh Đức Chúa Trời. Rồi, giờ mình đi lên trên luôn. Nói chung là cái ngôi nhà này đẹp mà. Vô đây có mùi thơm
Đúng rồi, tại vì cái ngôi nhà của những người giàu thì nó có khác nha. Đúng rồi. Đó, thì bây giờ mình đã lên tới trên cái sân thượng rồi nè. Đây. Ở đây là cái sân thượng luôn nha. Ủa? Rồi thì bây giờ Tí Lạc Lam sẽ lên trên sân thượng luôn. Trời ơi, cho nên nó mát cực kỳ đây. Là Lam sẽ lên sân thượng. Đi qua là Lam sẽ quay cái cảnh chợ Long Hồ cho các bạn xem. Đây là cái trên cái sân thượng nha. Đó, nhưng mà độc lạ nhất đó, là đây là cái này là mình cũng có thấy đó bạn, thì mình thấy là những cái tàu biển bạn thì cũng có cái này là đặng đứng ở trên cao, đặng mà nhìn những cái xa hay sao đó mình cũng không rành nha. Đó là bên đó là bên chợ Long Hồ, rất là nhiều nhà. Wow, quá đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chèo đi lên trên cao này luôn, để là mình sẽ quay một cái cảnh cho các bạn xem. Chèo lên. Quá xa đẹp rồi. Đó, giờ mình đứng ở trên đây, mình sẽ quay cái khung cảnh mà cây trái nhà cửa nè, cực kỳ luôn. Quá xa đẹp rồi. Đó, hồi nãy mình có nói các bạn, tại nãy mình đứng ở dưới lầu 2 nên là mình không có quay cái cây cầu Hòa Tịnh đó bạn. Cầu Hòa Tịnh này là nằm kế bên chợ Long Hồ nha. Đó, nằm ở ngay đó là cầu Hòa Tịnh. Còn phía bên đó là chợ Long Hồ. Và cái cây cầu Long Hồ đó, cái cầu nằm ở bên đấy đó. Đó là cầu Long Hồ đó. Quá đẹp rồi. Quá xa đẹp. Mà giờ mình đi lên trên cao đó bạn, mình thấy mình cũng hơi sợ sợ nha, gió quá trời nè. À, nãy đó bạn thì mình cũng hỏi bà chủ đó bạn, thì nói là đó là nuôi 3-4 ngàn con rồi, thấy vẫn còn ấy các bạn, thì bà chủ mua thả xuống tiếp tục nha. Thì đó các bạn, thì cái ngôi nhà này các bạn thì y hệt chiếc du thuyền luôn nha. Quá trời cực kỳ độc lạ. Quá đẹp. Ở thành phố Bến Tre rồi người ta đi đến đòn đến đây 20-30 người nữa. Người ta cũng đến đông lắm. Đặng người ta vô đặng người ta khám phá ha chị. Vô người ta đi tham quan rồi này kia. Dạ. Yeah. Những người lúc trước đó thì cũng có những người quen rồi người ta đến người ta đặt đồ ăn uống nữa. Làm giết đồ quải không có ai làm chứ không có người làm đâu nổi. Dạ. Yeah. Đang mấy hai năm đầu mệt lắm luôn. Khách... Như bà con ở xa người ta đi ra đây người ta muốn ăn một cái bữa ăn người ta mới trở về. Đúng rồi, mấy năm đầu là mệt lắm mà khách đông, khách đoàn 20-30 người đúng không ạ? Dạ. Thấy người ta ở xa đang đi nhà thờ, tại vì ảnh bên Tinh Lành đang đi nhà thờ. Thấy... Rồi một cái phòng mà đấy thờ phượng. Người ta nó tới Bến Tre thành phố gì. Vậy thôi đợi chút đi uống kiếm quán uống nước đỡ đi rồi về chút về. Chứ giờ người ta đã xa đến đây thì mình cũng phải cho người ta vô chứ không lẽ mình, tại vì nhiều người có người quay để số điện thoại, có người không để số điện thoại á. Rồi nên họ cũng biết đường họ liên lạc với mình rồi nên người ta đến đại mình thấy đường xá xa xôi mình cũng phải cho bà con đến. Hả? Đó là... À, mấy cái này là mấy cái nhà cái này là lấy cốt về từ ngoài kia về. Ở bản hả? Cái trên chị này là vợ anh, vợ trước á là bên Mỹ, Mỹ chết bên Mỹ đem về luôn. Còn mấy kia là ba nó vợ. À, cũng như lấy cốt chị là vợ của chú là thiêu rồi mấy đem về đây hay? Đem về nguyên luôn. Chỉ có hút hút chân không đúng không? Hút đồ ăn thôi chứ không có lấy nội tạng luôn nha.
tại có con dâu là bác sĩ nhà mình à, nên mình đem về được. Chim vòng vòng thấy hơi lạ lạ. Ngày đó là ông với bà, ông ba má chị á, ông bà già vợ của chú Nam Tây rồi lấy cốt từ kia đem về đây luôn. Để đem chị đem về đây chôn và đem ông bà về luôn chớ gần. Là bà cả ba người là đem nguyên về đây không? Ông bà thì hồi đó chết ở đây, ông bà. Ở đây mà đem về đây. Còn chỉ có người chị trước thì vậy là vợ của chú là hưởng thọ được 67 tuổi ha. Dạ. Thì đó các bạn, thì bây giờ các bạn thì Tí La Cà Lâm sẽ đi lại, Tí La Cà Lâm sẽ quay cái mà ngôi mộ của vợ của mà cái chú mà làm ra cái con thuyền mà giống như hệt cái ngôi nhà đó đó các bạn. Cho các bạn xem. Ở đây là cô là Lê Thị Hồng Vân nha, năm sinh 1950, là cô hưởng thọ được là 67 tuổi nha. Và mình cũng nghe là cái người vợ sau mà của là cô chú đó đó các bạn, là khi mà cô mà qua đời á, là cô qua đời ở bên Mỹ nha, rồi mà chở cô đi về đây để là an táng cho cô ở bên Việt Nam luôn. Và cái ngôi mộ này các bạn thấy là nó rất là lớn nha, mà nó lớn làm cái ngôi mộ này kiểu là cái kiểu thiên chúa nè. Đó, để Tí La quay phía sau ra cho các bạn xem nha. Đó. Đó, các bạn thấy là phía sau là có cái tấm hình của cô luôn. Mà nhưng mà đặc biệt có cái là phía ở trên cái ngôi mộ của cô á thì có một cái hình thánh giá nè. Bây giờ Tí La Cà Lâm sẽ quay cái hình của cô là trong cái bức ảnh luôn để cho các bạn xem cho nó rõ nha. Đây. Wow, quá, cái ngôi mộ phải nói là rất là to nha. Đó. Trong đây là các bạn thấy là trong cái ngôi nhà này các bạn, là giống như cái chiếc du thuyền các bạn, mà cây cối trồng rất nhiều nha, để cho nó mát mẻ nha. Dưới đây thì cũng có hai cái bia nè, bia ngôi mộ nè. Trên đây cái này. Đường đi này ra ngoài là 50 mấy mét đó, từ đây ra tới cổng là 53 mét, 53 một cái khoảng giữa này là 4 mét rồi, bề ngang 4 mét, làm dài nữa làm, nói chung là. Ôi, chị ở đâu là chị cũng ở Hòa Bình luôn hả? Ở đây luôn. Thì mà các bạn ơi, thì sớm bạn thì Tí La Cà Lâm bạn thì có ghé qua Tí La Cà Lâm có quay một cái ngôi nhà đó bạn, thì giống hệt như cái chiếc du thuyền đó đó các bạn, thì quay cũng như là quay từ ở dưới đất rồi quay lên tới ở trên sân thượng luôn các bạn, thì quay thì sớm giờ quay thì cũng đã hết rồi đó các bạn. Thì thôi giờ Tí La Cà Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lâm, bạn hãy cho Tí La Cà Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ Tí La Cà Lâm luôn các bạn. Bây giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn, bye bye.